Thời gian qua, cùng với việc phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn đóng quân làm tốt công tác tiếp nhận cách ly y tế, khoanh vùng, dập dịch, các đơn vị của quân khu 7 còn chủ động nghiên cứu, chế tạo ra nhiều thiết bị hữu ích, ứng dụng có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Điển hình như sáng chế xe bồn phun khử khuẩn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ chiếc xe bồn dùng để chữa cháy, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Hồ Thành Nghiệp cùng với cán bộ chiến sĩ trong đội tiêu độc khử trùng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lắp đặt thêm hệ thống máy phát, máy bơm tăng áp, ống dẫn dung dịch và các đầu phun cố định gắn trên xe. Khi vận hành tạo ra áp suất lớn, có thể phun khử trùng trên diện tích rộng. Trên thiết bị từ xe bồn và bản thân cùng đội và trạm sửa chữa của phòng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nghiên cứu và gắn những thiết bị máy phun xương áp lực và thiết kế những vòi súng phun xa để hút dung dịch cờ lo ramin từ trong bể chứa của bồn nước đem ra và để phun khử khuẩn tại khu vùng có dịch. Chiếc xe bồn này có thể chứa được 12 khối nước. Mỗi lần phun, chỉ cần pha với 24 kg dung dịch chloramin B sẽ khử khuẩn được trên diện rộng, giảm tối đa mức nguy hại cho bộ đội. Bên cạnh đó, đội tiêu độc khử trùng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chế tạo thêm một xe tải nhỏ, sẵn sàng phun khử khuẩn tại các hẻm, ngõ ngách. Sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập cái tổ đội khử khuẩn, tiêu độc khử khuẩn ấy, thì với cái phương tiện là từ cái xe phòng cháy chữa cháy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo và động viên đồng chí nghiệp hiện nay cũng đã sáng kiến ra là cái xe nó có cái tác dụng như kiểu như quả phòng hóa để tiêu độc khử khuẩn khi có cái diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn. Sáng chế xe bồn phun khử khuẩn của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ kịp thời hỗ trợ địa phương ứng phó và xử lý nhanh các tình huống xấu do dịch COVID-19 gây ra, nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Trưa 29 tháng 6, đội tiêu độc khử trùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phun thuốc khử khuẩn những khu vực liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 10 cán bộ chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng của đội tiêu độc khử trùng đã tiến hành phun khử khuẩn tiêu độc trên các trục đường chính, con hẻm và đặc biệt là tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, nơi ca nhiễm SARS-CoV-2 tạm trú. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, sự có mặt kịp thời của đội tiêu độc khử trùng không những giúp địa phương khử khuẩn, tiêu độc các vị trí có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, mà còn tạo sự yên tâm để lại hình ảnh ấn tượng tốt đẹp về người lính Cụ Hồ trong lòng nhân dân.